Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Buzi Ô Tô. Và hôm nay phải nói thực sự là quá tuyệt vời. Bên em Buzi Ô Tô vừa về cửa hàng một chiếc xe Toyota Innova bản E 2013. Vâng, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn, zin chính chủ luôn nha các bác nhá. Một chủ biển số 15A10464. Thưa quý vị các bạn, đây là một chiếc xe máy xăng số sàn 2.0, cực kỳ khỏe khoắn với hạ xe số sàn 5 cấp. À, con này thì hạn đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022 và lăn bánh được hơn 14 vạn một chút thôi. Nhưng mà đây là một chiếc xe thực sự là đẹp. Một chiếc xe gia đình, không taxi, không dịch vụ ngày nào. Các bác biết tại sao không? Tí các bác đi vào trong bên xe thì các bác sẽ biết là tại sao đó. Em có thể nói như vậy. Vâng, chiếc xe mang nội thất ghế nỉ nguyên bản nhá. Trần nỉ sạch sẽ, điều hòa 3 vùng. Vâng. Trần nỉ sạch sẽ, điều hòa 3 vùng luôn. Và đây là một chiếc xe gia đình sử dụng cực kỳ giữ gìn luôn. Các bác cứ nhìn form xe thì các bác biết. Vâng, một chiếc xe tiền nào của đấy nhá. Con này em bán chắc chắn là không bao giờ rẻ đâu các bác ạ. Một chiếc xe không hề rẻ một chút nào. Nhưng thưa quý vị các bạn, mua ngay được một chiếc xe zin đắt đẹp. Từ máy số cho đến khung gầm bệ đến keo chỉ của xe, đảm bảo cho quý vị các bạn không đâm đụng, không ngập nước. Máy số còn zin, lốp láp thì dày căng. Đây, quý vị các bạn nhìn này, 4 quả lốp của chiếc xe, hãn còn ta lông còn dày bình bịch luôn nhá. Và đều là sử dụng lốp 2017 đến 2018, lốp cực dày luôn. Vâng, chủ người ta đi giữ gìn cực kỳ cẩn thận. Và từ hồi đấy đến bây giờ thì cái lốp này của nó vẫn còn rất là ngon. Đấy các bác nhìn này, lốp rất là dày và ngon luôn, 2017. Đấy, nội thất bên trong xe thì là sử dụng nội thất ghế nỉ các bác nhá. Vâng, hàng cực hiếm luôn. Sử dụng nội thất ghế nỉ, các bác biết tại sao không? Chủ người ta đi rất ít nên là người ta sử dụng ghế nỉ. Nên là ghế nỉ vẫn còn rất là đẹp luôn, mượt mà đó các bác ơi. Đấy, lau lỉ phát cái lên luôn này. Đấy, nỉ cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe lăn bánh được 14 vạn 2 các bác. Đồng hồ zin luôn, 14 vạn 2. Đấy, và đầu GVC của hãng luôn. Đấy, đầu GVC, âm thanh nghe cực kỳ chói lóa. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ các bác nhá. Và điều hòa thì chỉnh cơ. Vâng, một dòng Toyota Innova chầy cối luôn. Một dòng xe 8 chỗ ngồi rộng rãi thoáng đãng. Hai hàng ghế này xịn sò. Hàng ghế thứ ba thì đang treo lên rồi. Đấy các bác nhìn này, nỉ của xe cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp so tầm giá luôn các bác nhìn này. Nỉ rất mượt luôn nhá. Đấy, nỉ nó cực kỳ mượt luôn. Và xe đi ít, sử dụng ít. Thế nên là về nỉ còn ngon. Và các bác nhìn này, các cái phần đai dây an toàn còn như là mới tinh luôn. Đấy, nội thất bên trong xe thì tươi rói rói. Đấy, trần lỉ được bọc ni lông, điều hòa hai vùng ba vị trí đầy đủ. Tappy này, đấy các bác nhìn nhá, tappy hàng hiếm luôn. Kính điện lên xuống cả xe. Nói chung là đây là một chiếc xe bản e xịn, zin đét đẹt luôn. Thế là đương nhiên là tiền nào của đấy rồi. Con này chắc chắn bên em Buzi Auto sẽ bán với giá cực kỳ căng luôn. Vâng, thưa quý vị các bạn, em mua con này cao nên là em phải bán cao hơn một chút, cao hơn giá thị trường, nhưng mà đảm bảo cho quý vị các bạn độ chất của con xe này. Nhưng bác nào thích dòng xe 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi, gầm cao, máy thoáng, bền bỉ, máy muốn là máy bền nhưng ít hỏng vặt thì cũng nên đừng bỏ qua chiếc xe này. Con này thì ăn xăng hơi cao hơn so với các dòng Xpander vì con này máy 2.0. Nhưng bù lại thưa quý vị các bạn, cái dòng này máy cực khỏe luôn, nên là các bác leo đồi leo núi thoải mái, đi đường trường Bắc Nam thoải mái luôn các bác nhá. Vâng, xe gia đình đi thoải mái luôn. Độ chất của con này thì đã được khẳng định rồi, nên là các bác yên tâm. Ngoài đường đây là một chiếc xe được mệnh danh là thánh bền tại Việt Nam với 8 chỗ ngồi. Vâng, không có đối thủ trong cái phân khúc này của Innova đâu các bác ạ. Và bên nhà em thì có rất nhiều xe từ đời 2006 cho đến đời 2018 luôn các bác nhá. Các bác tha hồ chọn luôn, không thiếu một cái thể loại xe nào. Đấy, biển số kiểu gì cũng có. Còn đây, chiếc xe này mang biển số Hải Phòng 15A10464, vừa về cửa hàng trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Đấy các bác nhìn này, đèn halogen công nghệ mới này, bóng bầu rất là sáng luôn nhá, sáng trong luôn. Đấy, bầu đèn rất đẹp luôn. Đấy, mặt Catalan cân đối hài hòa và logo thì rất là rõ ràng, biển số không hề vết chảy xước luôn. Và các bác nhìn cơ sơn cản này, đều luôn này. Sơn cản rất là đồng đều. Đấy, bầu đèn rất là mượt luôn. Đấy, tôn vỏ sơn xi thì cân đối, các bác nhìn đó, mặt cabo cân đối luôn, gân nổi rõ ràng. Form 2013 là một dòng xe form mới các bác nhá. Và con này thì bên em bán với giá là 376 triệu đồng. Vâng, đấy là các bác nghĩ là cao, nhưng mà đảm bảo các bác so thị trường nhá, bên em bao giờ cũng rẻ hơn 20 triệu so bên thị trường luôn. 2013 276 triệu đồng, lốp láp thì 2017 dày kinh khủng luôn.
lốp Bridgeton 205-65R15 nha các bác nhá. La răng R15 đa chấu. Và con này thì là lốp 2017 nhưng mà nó là cuối, tuần cuối của 2017. Nghĩa là thay con này vào tầm 2018, mới đi được 3 năm. Nhưng các bác nhìn này, lốp 3 năm nhưng mà dày như là lốp mới tinh luôn. Đấy, lốp rất dày luôn, rãnh lốp dày. Cua lốp thì không có bục bọt gì các bác nhá. Cua lốp sạch sẽ luôn này. Cua lốp rất đều và sạch sẽ. Bên này cũng vậy ạ. Vâng, lốp Bridgeton 205-65-15 và cũng là tuần cuối 47 năm 2017. Đấy, lốp đây. 2017 đây các bác này. Đấy. La răng thì không hề vết chảy xước nào luôn. Và cua lốp đây các bác nhìn này, đẹp luôn. Cua lốp rất mượt luôn. Đấy. Đều đặn sạch sẽ và các bác nhìn nội thất bên trong xe thì mượt mà thì thôi rồi. Tí nữa ta sẽ đi nội thất, bây giờ ta đi đến phần lốp đã. Đấy, lốp bên này như thế ạ, lốp Bridgeton. Đấy các bác nhìn nhá, rất là đẹp. Lốp lắp dày càng đét đẹp luôn. Đấy, xe chính chủ người ta đi, gia đình sử dụng, đi thì để ít được có 14,2 thôi. Vâng, 14,2 trong vòng 8 năm. Tính ra mỗi năm là 1,5 triệu. Đấy, lốp Bridgeton này. Đấy. 4 quả lốp nét căng không đối thủ luôn. Cua lốp thì sạch sẽ đều đã. Đấy, sơn si tôn vỏ đồng đều, không một vết. Và con này thì có gắn vẻ mưa Innova rồi. Đấy. Nội thất bên trong các bác nhìn này. Riêng phần tappy này nhá, nhựa màu xám này, đẹp luôn, nó sần luôn. Đấy, các cái chi tiết là sần này. Và nỉ sờ rất mịn luôn. À, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường nha các bác nhá. Đấy, và có dán phim cách nhiệt hết rồi. Đấy. Keo chỉ này, zin luôn. Keo chỉ zin luôn đấy các bác nhá. Đây, gì chỉ zin này. Cho các bác bấm thoải mái luôn. Và nội thất bên trong nhìn này, ghế nỉ mượt mà và dòng này thì ghế nỉ sang trọng luôn. Đấy, điều chỉnh ghế chỉnh cơ thôi. Về chất của xe thì các bác yên tâm. Vâng, độ chất thì có thừa luôn. Đây, em sẽ hạ cái ghế này xuống. Đấy, để tí nữa ta sẽ cùng quay chiếc xe này đi đường trường. Đấy, cửa đóng giờ mở rất là êm luôn. Đấy, kính điện này hoạt động hoàn toàn ok. Một chiếc xe 8 chỗ ngồi các bác nhá. Vâng, 8 chỗ ngồi rộng rãi, rất thích hợp cho gia đình đông người. Đấy. Keo chỉ thì đều. Ghế nỉ ngon ngật. Đấy, hàng hiếm luôn, ghế nỉ luôn các bác ạ. Vâng. Các bác nào yêu thích hàng zin, hàng đẹp, hàng hiếm thì đây là một chiếc xe vậy. Vâng. Hàng zin, hàng đẹp, hàng hiếm nhưng giá không hề rẻ một chút nào. Đấy. Ốp này. Cản sau có gắn hẳn một cái thanh chống va đập và kết hợp với cam cảm biến lùi nhá. Đấy. Cửa mở rất nhẹ nhàng. Đó, bản 2.0E này. Đấy. Các bác nhìn này. Phần đuôi đây. Đấy, mượt mà luôn. Không lỗi lầm. Nội thất bên trong này, khoang khi mà cái hàng ghế thứ 3 nó được gật lên ấy, thì được úp lên thì cái chỗ này là một khoảng không gian rất là rộng luôn. Hai khối cho các bác để thoải mái đồ luôn. Đây. Và các bác nhìn này, treo móc đầy đủ luôn này. Đấy, nỉ ngon ngật. Đấy. Đồ nghề thì đây. Đồ nghề của chiếc xe các bác nhá. Và khuyến mại cho các bác hẳn một cái điếu luôn. Đấy, khuyến mại hẳn một cái điếu tiểu luôn. Đấy, hàng xịn sò. Kích lốp đầy đủ không thiếu cái gì. Sàn da xịn sò luôn, sàn da rất đẹp luôn, nguyên hãng luôn này. Đấy. Và hàng ghế này thì em sẽ hạ xuống cho các bác xem. Đấy. Đặt xuống à. Và đương nhiên là mở lên thì ta sẽ phải kéo cái hàng này lên rồi. Ái chà, đấy các bác nhìn nhá. Ghế này rất rộng rãi luôn, không bí chân một chút nào. Và khi mà hàng ghế này hất lên thì đấy, đằng sau không gian nó vẫn còn rất rộng luôn. Đấy, để thoải mái vali hành lý rồi đồ gia đình cá nhân. Đó, một chiếc xe mượt mà đẹp như thế này, tội gì không mua. Đấy, bỏ qua chiếc xe này là thực sự là phí luôn đấy các bác nhá. Vâng. Nội thất thì quá là đẹp. Đấy. Nội thất nỉ zin nguyên bản luôn, hàng hiếm kiếm đâu ra bây giờ. Đảm bảo các bác không có đâu. Vâng, hàng cực hiếm trên thị trường Việt Nam luôn. Vâng. Hiếm vì là xe gia đình các bác ạ, chứ còn xe để chạy dịch vụ thì quá ô nhiều rồi. Đấy, cửa nẻo sơn di tôn vỏ đều căng đét đẹp luôn. Keo chỉ mượt mà, zin đét không lỗi lầm, cam kết cho các bác không đâm đụng cơ mà. Vâng. Và các bác phát hiện ra đâm đụng các bác trả xe không mất tiền nhá. Vâng. Xe rất là đẹp, kính điện lên xuống hoàn toàn ok. À, kính kia là lên rồi, mình cái nhìn như kiểu không lên. Đấy. Nội thất bên trong thì vô lăng này các bác nhìn này, nguyên sần luôn, không hề có một cái vết gì là gọi là vết lì này.
người ta tay nắm cầm rất là chắc chắn và ít sử dụng, thế nên là vô lăng như mới luôn nhá, đồ nội thất như mới luôn, còi to rõ ràng đấy, xe thì gạt mưa gạt kính đầy đủ, đèn thì siêu sáng đấy. Nói chung là hệ thống đèn của xe thì mượt mà rồi đấy. Và đây là một chiếc xe của Nhật Bản nữa các bác nhá, đấy, gạt mưa gạt kính thì đầy đủ luôn. À, em kéo cái này vào cái, sau đó ta sẽ cùng gạt kính thử xem là độ chất của cái gạt kính như nào. Đấy, nước lôi phun và gạt mưa rất là nhẹ nhàng. Túi khí thì có hai túi khí nhá, túi khí vô lăng cho người lái và túi khí cho người ngồi bên cạnh. Đấy, đầy đủ bản 2013. Hộc đồ thì có tận hai cái và đây có cả khẩu trang khuyến mại cho các bác luôn. Đấy. Giá che nắng này. Đấy, che nắng nỉ còn ngon rất là đẹp. Đấy, hộc để kính đầy đủ luôn. Đấy. Đèn đóm thì đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Gương chiếu hậu chống chói này, nhìn rất rõ ràng. Đó, và tay nắm cần số thì mượt mà. Con này có hệ thống hỗ trợ dừng đỗ này, sấy gương kính đằng sau. Điều hòa thì chỉnh cơ thôi, nhưng mà điều hòa con này mắt rưỡi luôn. Tay nắm cần số thì chắc chắn và cần số thì không hề rung bật. Bây giờ thì em sẽ để nổ chiếc xe này cho các bác cùng xem, để xem là trải nghiệm xem xe cộ như thế nào. Nào, bắt đầu. Đấy. Đề cái lên ngay, tua bắt đầu thấp dần. Vâng. Đây là một chiếc xe chạy cực kỳ ngon luôn nhá. Mượt mà, cần số không hề rung. Cần số không hề rung một chút nào luôn này. Đấy. Số má mượt mà êm luôn, động cơ chạy rất mượt luôn đấy các bác nhá. Vâng, với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có 376 triệu đồng, các bác sở hữu ngay được một chiếc xe đẹp xuất sắc. Vâng, 2013 đời cao. Đấy, máy động cơ một VTVI nhá, 1TR. Đây là một thế hệ động cơ quá là bền bỉ tại thị trường Việt Nam rồi. Con này thì được áp dụng cho động cơ từ 2006 đến bây giờ, thay đổi công nghệ chưa hề. Đấy, máy số còn ngon ngật luôn, chạy cực êm. Và máy số zin, các bác nhìn này, máy số còn nguyên zin luôn. Đấy, keo kiếc các thứ còn nguyên. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, máy số zin, ốc ác zin, đẹp luôn. Động cơ chạy mượt mà, không hề có tiếng ù to. Đấy, các bác nhìn này, đều luôn. Khung gầm bệ chắc chắn, đấy. Đấy các bác nhìn ạ, rất là đều luôn, cân đối luôn. ABS đầy đủ rồi. Hệ thống lọc xăng lọc gió đầy đủ luôn. Đấy, dầu mỡ này. Nước nôi, và các bác nhìn nhá. Phần bên này là ốp sườn, các bác nhìn đều luôn. Không hề có một chút lỗi lầm gì. Tai đèn đây. Mượt mà và cân đối luôn. Đấy. Tai đèn cực kỳ đẹp, mượt mà và cân đối, hài hòa luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, ốc chưa hề ra một chút nào này. Cabo chưa ra luôn, keo chỉ cabo còn zin. Đấy, keo chỉ cabo zin đẹp đẹp luôn các bác nhá. Đấy, ốc này chuẩn chỉ luôn này. Cabo thì rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bác nghe tiếng ạ. Vâng, và tiếng máy thì quá là ok rồi. Đấy, con này sử dụng động cơ VTVI 2.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng rơi vào 8 lít đến 9 lít trên 100 cây. Đấy. Tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, đèn hệ thống đèn chiếu sáng thì ngon ngật. Đấy các bác nhìn này. Đèn đóm sáng choang luôn. Không hề lỗi lầm. Đấy, máy số thì chạy êm mượt chắc chắn. Đấy, bật pha lên cho các bác xem. Riêng rời ban ngày này, nhưng mà con này mà bật pha nhá, đảm bảo cho các bác là không phải để ý luôn. Pha rất sáng. Đấy. Hệ thống pha này. Đây. Đây này, bật nhầm một cái chỗ nào không biết. Đây. Các bác nhìn này. Đấy. Đèn đấy. Pha đấy ạ. Vâng. Pha cực sáng luôn nhá. Bầu pha sáng trong luôn. Đấy. Riêng ban ngày mà nó đã sáng như này, các bác biết ban đêm nó sẽ như thế nào. Thế còn con này thì không có cam lùi nhá các bác nhá. Không có cam lùi. Không hành cam hành trình. Vì đây là một chiếc xe gia đình và người chủ xe cũng là một người khá là dày dặn trong khả năng lái rồi. Thế nên là bác ấy cũng không sử dụng cam hành trình đâu. Thế nhưng mà bù lại đây các bác nhìn này, không gian rộng rãi, điều hòa hai vùng mát rượi luôn. Đấy. Đấy, điều hòa mát rượi luôn, mát lạnh luôn. Đấy, máy số thì khá là ngon, êm mượt chắc chắn, gầm mẹ thì chắc. Các bác xem gầm chưa ấy nhỉ? Em nhớ là quay gầm rồi. Rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng lái chiếc xe này, đánh võng một vòng để xem chất xe như thế nào. Đấy,
máy 2.0 nên động cơ rất khỏe luôn, và côn số thì vào vô đối luôn, nó không hề có cái hiện tượng rời côn hay sao, côn rất là chắc chắn. Đấy, máy chạy rất là mượt luôn. Đấy. Và với chiếc xe như thế này tại Busy Auto bán với giá chỉ có 376 triệu đồng thôi. Nên là bác nào mà yêu thích chiếc xe này thì cứ alo ngay cho em Busy Auto qua số điện thoại 0869158926. Và hàng em tại quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng. À, xin lỗi quý vị các bạn, thêm một cửa hàng nữa tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. À, đang có chiếc xe này. À, xin cảm ơn các bác cũng đã quan tâm và theo dõi chia sẻ cho em Busy Auto. Đấy. Dòng này động cơ 2.0 cực kỳ khỏe luôn nhá. Ra đường thì không cần phải để ý, và bên mình và máy thì ít hỏng vặt luôn. Đấy, điều hòa thì mát lạnh. Nội ngoại thất thì sang trọng, lịch lãm, sạch sẽ, mới tinh luôn. Không lỗi lầm gì luôn. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi chia sẻ kênh cho Busy Auto. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Đấy, xe ngon ngọt như này chạy ngon như thế này. Đấy, nhạc nháo đầy đủ. Đấy, cảm giác lái đụng các thứ nó rất là trôi. Hệ thống lái của xe thì rất là mượt luôn. Máy dầu rất chắc chắn. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Ôi xời, cua bám cua rất tốt luôn. Đấy, lái rất nhẹ nhẹ nhàng luôn. Xe chạy êm ru này, động cơ cực êm luôn nhá. Máy ngon, động cơ êm và máy số zin bấm vệ cực chắc và keo chỉ zin cả xe. Cam kết rồi, không đâm đụng, không bấm đụng. Máy số chạy ngon vô đối luôn. Đấy. Đấy. Tốc độ vòng tua thì cực kỳ thấp nên là tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ chỉ 8 đến 9 lít trên 100 cây thôi các bác ạ. Vâng, tính ra thì các bác mất sẽ khoảng tầm 2.000 trên 100 cây. Nhưng mà bù lại các bác có một cái sự sang trọng, ngon ngật cành đào luôn. Đấy. Đi cái dòng này thì nó bền vô đối luôn. Và chắc chắn thì không có đối thủ trong tầm giá luôn. Đấy. Úi xời. Xem nào, à kia, lùi. Vâng, trình độ lái của em Busy Auto thì vẫn còn non kém. Nên là em Busy Auto cũng may là chưa phải dùng đến cam lùi nữa các bác. Nói chung là lái cái dòng xe to to này thấy nó hay hay. Hệ thống lái bám cua rất tốt, trợ lái nhẹ nhàng. Máy số thì ngon ngật cành đào. Đấy. Hàng hiếm không có đối thủ trong tầm giá. Tội gì bỏ qua chiếc xe này. Đấy, có cả cảm biến hỗ trợ dừng đỗ luôn các bác nhé. Rất là yên tâm khi mà mình lùi. Nó quá tay cái là nó có tiếng chuông ngay. Đấy, rất là hay. Hít sò. Vâng. Đấy, xe xịn không lỗi lầm. Đang có mặt tại Busy Auto. Những bác nào quan tâm đến chiếc Toyota Innova 2013 bản E xịn như thế này, hãy alo ngay cho em Busy Auto qua số điện thoại 0869158926. Cửa hàng em tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến thăm. Xin chào, tạm biệt. Rộng rãi vô đối luôn. Em đóng hết kính cho nó yên tâm. Vâng, xe để bãi này thì bao giờ cũng đóng hết kính nên đỡ chuột bọ kiến rán xông vào. Đấy, xe ngon ngật thế này không mua để làm gì. Toyota Innova bản E 2013 không có đối thủ trong tầm giá cũng như thiết kế vì nó quá cao và đương nhiên là quá chất lượng rồi. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.